Cả nhà ơi, bây giờ hiện tại bây giờ mới là khoảng 4 giờ mấy thôi. Đó, thì hôm nay thì Ngân có đặt cái chị chuyên nấu bún xào đó cả nhà. 100 phần bún xào để Ngân phát cho các cô chú của anh chị ở cái xóm ở bên dưới kia. Đó, để các cô chú anh chị sáng ăn sáng luôn. Cho nên là Ngân tranh thủ khoảng 4 giờ mấy là làm thôi. Thì ở đây cô đem tới tất cả nguyên liệu mà để làm bún xào. Đó, trên tay Ngân là 100 cái hộp mà để làm bún xào. Thì đây Ngân có nè, cải cải ngọt để mà xào bún. Thì ở đây cô chia ra hai loại, đây là gọng bún thì mình cộng sẽ cải, luộc riêng, cộng cải à, cộng cải, còn đây là cái lá lá cải. cải, luộc riêng, luộc chung một lần thì nó sẽ bị không có đều đó. Đúng rồi, Đây chả giò này cả nhà, đây trăm là cuốn chả chả giò nè, giò rồi đây là nước nước tương tương kèm với bún dạ, xào. rồi đây là đậu hũ chiên giòn. Ồ, đang còn lấy từ trong lò ra cho nên đang còn nóng hổi luôn cả nhà. Đây là dầu mỡ hành nè. Còn đây là Đậu phộng, đậu phộng. Đó thì bịch xếp thôi chứ không có gì. Bán chuyên nghiệp đó cả nhà, mỗi mỗi cái hộp sẽ có một cái bịch, một sợi thông. Đó. Thì nguyên liệu chuẩn bị sẵn sàng kìa. Còn ở ngoài đây là mẹ Ngân với lại đang phụ để mà luộc cái bắt cái nồi nước Hai mẹ sôi. con cũng phải thức dậy phụ với cô em này cả nhà ơi, đang bắt nước sôi để mình trụng qua những cái rau cải nè, rồi bên này nè, bên này là Bên em này trời tối đã không thấy ngâm không? bún. Ở ngoài này không có đèn nên nó hơi tối một chút, cả nhà thông cảm nha. Đó là bún xào nguyên liệu chính của cả nhà, hiện tại đang ngâm cho nó mềm ra. Bún xào chay cái nhà ai bữa nay 15 à, nhìn thấy Ngân đang quạt than đó cả nhà. Trúng bún sau nãy giờ là mình ngâm chắc cũng được có 15 phút cái gì đó. Nó rổ rổ khổng lồ như này nè. Giờ đang để cho nó ráo nước bớt nè. Từ mới đem qua thêm một ít cà rốt nữa. Rồi lát mình trộn trong cái bún xào đó nha. Sáng mấy bà gà cũng đang nghĩ lép tè lép tè Làm mà giờ nó mới đi. Đây nè cả nhà ơi, bây giờ mình cho cà rốt vô để mình luộc nè cả nhà. Với cho đầu cà cải vô. Ở trong cái nồi nước này mình có cho hạt nêm một ngọt vô không cưng? Có muối với lại muối với dầu ăn thôi muối hả? ăn với bột ngọt. À, bột ngọt hả? Đây cả nhà, cây đũa dài, cây vợt dài, tất cả siêu to khổng lồ, giờ không có thời gian cơ hội để mà sử Có dụng cơ hội để dùng. Bỏ chung một lần đó hả chị ta? Hả? Bỏ hết tất cả chung một lần bỏ nhưng mà nó đầy quá. Dạ. Đây, cô Tư, chào cả nhà. Cái cô Tư đẹp gái nè. Mẹ đang trở rau cho đấy, còn chị Tư đang sắt sắt đồ hũ. Hôm nay giống mình bắt xém ghê không cả nhà, nào thao nào gỗ. Cái này tính ra cũng nhiều đồ dữ chứ ha. Bây giờ còn chiên chả giò nữa. Cô Tư nói mình nói vậy là hơi muộn, phải làm 3:30 rồi. Cho sớm chứ. À, lần sau mình rút kinh nghiệm mình biết. Vậy em làm em bán. Ừ. Em mới bán đã ba mấy vậy đó. Chị nghĩ là cũng chị nghĩ là làm cái món này cũng đơn giản. Với lại là chị tưởng cưng không có thức sớm nên mà nói cưng qua thức sớm á, thì nó thấy cũng tội nghiệp cưng nên chị nói coi đi từ từ. Đâu có biết. Chị thấy luôn cũng làm hoài tối qua đến tương đến gần 10 giờ luôn á. Ờ. Này nó không có gì nhưng mà cũng hơi cực công ha. Nhầm cái bếp, cả nhà biết sao không có bếp, hai nhà nay để mà mưa nữa không quên. nên là hả cái bếp nhóm nó cũng cháy nữa hơi lâu chút xíu.
sáng vườn hoa. À, sáng thì có mùi sương đẹp không nghe hả? Bây giờ tranh thủ thời gian là trong đây Ngân sẽ chiên chả giò luôn rồi cả nhà. Chả giò thì chị Tư là gói sẵn ở nhà rồi, đem qua mình chiên cho nó nóng thôi. Cỡ chiên khéo dữ rồi. Đó, đây là cả nhà chiên được chả giò nãy giờ được bao nhiêu đây rồi nè cả nhà, đó màu vàng tuyệt đẹp không. Chả giò này là chả giò chay, trong nhân là cà rốt với khoai môn á cả nhà. Đậu xanh được à? Đậu xanh luôn. Nãy giờ chiên ngán mùi khoai môn rất là thơm luôn. Đây là cái cuốn chả giò cả nhà coi, cuốn rất là khéo léo luôn. Khéo vừa dặn đẹp. Nhỏ nhắn khéo léo dễ sợ. Nhìn muốn ăn liền cả nhà ha. Bây giờ bắt đầu trộn trước một phần. Chị đưa Ngân giả là phòng em đó chị. Đừng 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 giả nhiễm quá nha. Chứ để trong đập thì đập đập đó. Dạ. Thì đó mẹ đập cho nó hơi bể ra thôi. Rau thì trộn giả thơm. Có mùi mỡ hành vô rất thơm. Chị Tư là giờ bán bún chuyên nghiệp nha cả nhà nha. Hôm nay là mời được người chuyên nghiệp tới. Chị Tư là chuyên bán luôn. Ngoan lấy bột sơ, lấy hộp ngoan, lấy cây hộp, lấy hai hộp đi bỏ bún cho ngọc. Lấy ngọc nó đi đi. Lấy cái dĩa hả? Ha đem đi. Thôi ạ, chị thu đem đi. Đừng có quay nha. Bây giờ bỏ hộp ra cả nhà nha. Ôi. Tưởng cái món này đơn giản ai vậy nó cũng trời ơi cực à. Làm đúng củng với làm hoài chứ chứ đợi quên cái gì không bỏ đồ ngủ ăn là quanh phòng. Mấy hộp kia có luôn hả? Chứ đợi bỏ mấy cái hộp trong bao có rồi mới đây chị có à. Có người nhiều khi không ăn đậu phộng biết ai ăn nữa. Tương vị của ảnh tương cay luôn. Không biết ai à. Thôi đâu mà không cay với cay. Cay thì bỏ ít thôi. Tư cũng chả giò khéo chứ bộ. Chuyên nghiệp. Sớm nay có Nguyễn Sịp nó đi học có cả nhà con rồi. Con phải cho sáng nhân mắt đêm ăn sáng để đưa đi học. Chị có lấy dĩa ăn không? Không, chị có lấy dĩa ăn không?
mà nó khỏe như ai vậy nó thâu quá. Chị phải chạy ba máy á, chị bán cái gì em nghe chị ơi. Đây là thành quả sáng giờ của gia đình 5-7 người thì chuẩn bị sẽ bỏ ra xe và đi nha cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu xin đem ra tới chỗ hôm nay cho ngoài chợ nha cả nhà. Dạ lấy đi chị. Dạ dạ. Dạ dạ. Hai hộp, dạ được. Còn nam thanh nữ tú không à? Mai bán ở chợ, đây ở chợ đường 51, phường 15, khu 4 và giáp cả nhà. Chỗ là chỗ chị hay bán, hôm nay mình nói là thôi chị đi làm, chị bán cho mình đi rồi để gia đình mình cùng phụ rồi mình phát. Hôm nay nhân dịp ngày rằm á cả nhà, 14 nè. Không, cứ 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 ngại hả? Đúng rồi, cũng phải ghi chữ nhiều khi qua con hồng mấy cái biết mượn đi mang quạt lên cái luôn. Ờ đó, bỏ lên. Ngày trai mình phát tâm mình làm phát miễn phí thức ăn mì chay cho mọi người á, nên là ai cũng có thể được nhận và là đồng thời là nhận bao nhiêu phần cũng được nha cả nhà nha, chứ cả nhà mình đừng có nói là đi xe phải cho người nghèo hay là phải đi đừng phải nghèo, chứ còn đi xe tay ga hay sang trọng không được lấy thì cũng tội cho họ, vì mình phát miễn phí, mình phát từ thiện thì ai cũng có thể nhận được cái này. Xin về mấy ăn đừng bỏ rồi. Cái giờ này mình ra cũng 7-8 giờ rồi cả nhà, cho nên số người đi chợ cũng ít hơn rồi đó. Cho lớp lớn rồi hết rồi. Chú ăn muốn sao chú?
Phát đồ chay mà ra chợ phát là đúng luôn. Phát đồ từ thiện á. Không cần đồ chay. Đến là ngày hôm nay là ngày tri ân khách hàng của chị Tư rồi đó. Tri ân khách hàng. Là bác cho rồi bác. Hôm nay là chỉ là coi như là đứng ngay ra chợ mà nó ra chút cho mà. Bởi vì khi mình làm từ thiện á, mình làm phát tâm, mình làm từ thiện á cả nhà, thì mình cái tâm thế mình phải vui, lúc nào cũng phải vui vẻ thì nó mới hay. Dạ. Em nói mà bán thì lâu chứ còn mà tặng là lẹ lắm. Rồi ok. Sách. Hiện tại là mình đã phát hết tính ra 100 phần nhưng mà ra tới 100 mấy chục phần rồi. Để lại mình sớm mình một ít để mình phát cho bên sớm. Rồi bên đây thì phát 100 hơn 100 hay gì đó mình cũng không biết. Bây giờ mình cũng xin cái kết thúc cái video hôm nay ở đây nha cả nhà. Ở đây là mấy chỗ mấy chị em mà hay cũng hay coi video của mình mà chị Trinh thì chỉ bán á, giờ chỉ làm từ thiện giải hả, thôi để cho miễn phí rồi. Rồi thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ.